Xin chào các em, cô là Thùy Dương, giáo viên của học 247 và chào mừng các em đã quay trở lại phần hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa hóa học lớp 9, phần bài 3, tính chất hóa học của axit. Bài tập số 1 có nội dung như sau: từ Mg, MgO, MgOH2 lần và dung dịch axit sulfuric loãng chính là H2SO4 các em. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng để điều chế magie sunfat. Magie là Mg, sunfat là gốc SO4. Và cả hai cái này đều có hóa trị 2 nên cô ghép vào được MgSO4. Phương trình hóa học như sau. Cô lấy Mg, MgO, MgOH 2 lần tất cả phản ứng với dung dịch H2SO4 thì chúng ta đều thu được magie sunfat là MgSO4 theo ba phương trình như sau. Mg cộng H2SO4 tạo MgSO4 cộng cộng H2. Chú ý ở đây chúng ta sử dụng cái axit sulfuric loãng. Mà đề này cũng cho mình loãng mà, chúng ta yên tâm biết thôi ha. Tại vì nếu mà cộng với H2 muốn đập thì nó sẽ ra thêm sản phẩm phụ nữa. Mg cộng H2SO4 tạo được MgSO4 cộng cộng H2. MgO cộng H2SO4 tạo được MgSO4 cộng H2O. MgOH2 lần cộng H2SO4 tạo được MgSO4 cộng H2O. Bài tập số 2 có những chất sau: CuO, Mg, Al2O3, FeOH3 lần, Fe2O3. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra. A. Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí. B. Dung dịch có màu xanh lam. C. Dung dịch có màu vàng nâu. D. Dung dịch không có màu. Và viết các phương trình hóa học. Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí chính là khí H2. Vậy thì cô sẽ lấy kim loại cộng với axit thì nó mới đẩy ra H2 đúng không? Thì ở đây chỉ có mỗi một kim loại là magie. Vậy cô viết được phương trình là Mg cộng HCl tạo được MgCl2 cộng H2. Dung dịch có màu xanh lam chính là dung dịch đặc trưng của cái muối đồng. Vậy ở đây muối đồng thì sẽ là CuCl2. Chúng ta ghép với gốc Cl ở đây nè. Như vậy ở trong các chất ở trên này chỉ có một CuO là có chứa đồng. Vậy cô viết phương trình CuO cộng HCl tạo được CuCl2 cộng H2O. Dung dịch có màu vàng nâu chính là dung dịch sắt 3 clorua. Và để tạo sắt 3 clorua thì mình có đến hai chất. Một là kem có thể sử dụng FeOH 3 lần hoặc là kem sử dụng Fe2O3. Vậy cô viết luôn cả hai phương trình như sau. FeOH 3 lần cộng với HCl tạo được FeCl3 cộng H2O. Hoặc là Fe2O3 cộng với HCl tạo được FeCl3 cộng H2O. Dung dịch không màu là các dung dịch MgCl2, AlCl3. Như vậy Mg, Al, như vậy cô chọn được cái chất là Al2O3 và Mg. Al2O3 cộng với HCl tạo được AlCl3 cộng H2O. Mg cộng HCl tạo được MgCl2 cộng H2. Bài tập số 3, hãy viết các phương trình phản ứng trong mỗi trường hợp sau. Vậy rồi, cái này các em chỉ cần quy tên về công thức, sau đó các em ghép vào với nhau thôi. A. Magie oxit và axit nitric. B. Đồng hai oxit và axit chloric. C. Nhôm oxit và axit sulfuric. D. Sắt và axit chloric. E. Kẽm và axit sulfuric loãng. Các cái phương trình lần lượt như sau nhé. Magie oxit. Magie là Mg, oxit là có oxy, vậy mình biết là MgO vì Mg hóa trị 2, oxy hóa trị 2. Axit nitric chính là HNO3. Như vậy kem ghép kim loại là Mg với lại cái gốc NO3. Gốc NO3 hóa trị 1. Mình có được là Mg NO3 2 lần thì magie hóa trị 2 cộng H2O.
đồng hai oxit, đồng là Cu, oxit là O. Vậy thì đồng hóa trị 2, oxi hóa trị 2 mình có công thức là CuO cộng với axit chlorhydric là HCl. Vậy cô ghép gốc Cl3, chúng ta có được chất là CuCl2. Cl hóa trị 1, Cu hóa trị 2 ghép vào thì phải đảo chế hóa trị. Cô có CuCl2 cộng H2O. Nhôm oxit, nhôm là Al, oxit là oxy. Nhôm hóa trị 3, oxy hóa trị 2 đảo qua thì chúng ta có được công thức là Al2O3. Axit boric thì quá quen thuộc rồi là H2SO4. Nhôm SO4 này hóa trị 2, nhôm hóa trị 3. Vậy cô biết được công thức là Al2SO4 tất cả 3 lần cộng với nước. Sắt cộng axit chloric. Sắt mà cộng với HCl thì chỉ đưa về được sắt 2. FeCl2 cộng H2. Lưu ý nhé, còn nếu mà sắt mà cộng với Cl2 thì nó sẽ tạo thành FeCl3 bởi vì nó đưa về hóa trị cao nhất khi mà tác dụng với clo. Còn đây cộng với HCl thì kem Bioco sản phẩm là FeCl2 cộng H2 nhé. Câu E, kẽm và axit sulfuric loãng thì kẽm ở đây cô sử dụng ZN, axit sulfuric là H2SO4, kẽm vào thì ta có ZnSO4 cộng H2. Kẽm hóa trị 2 gốc SO4 hóa trị 2, ta có được công thức 4 như sau. Bài tập số 4. Có 10 gam hỗn hợp bột các kim loại là đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo A. Phương pháp hóa học, viết phương trình hóa học. Còn B là phương pháp vật lý. Biết rằng đồng không tác dụng với axit HCl và axit H2SO4 loãng. Cái phương pháp hóa học để xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại thì đầu tiên cái bước 1 á, mình sẽ ngâm cái hỗn hợp bột đồng và sắt trong dung dịch HCl dư. Ở đây kem đã được lưu ý là đồng không tác dụng. Như vậy ở đây khi mình ngâm cả cái hỗn hợp này vào thì đồng còn nguyên. Nhưng mà sắt thì đã phản ứng với dung dịch HCl tạo thành FeCl2 cộng H2. Như cái bài tập vừa rồi cô vừa nhấn mạnh á, khi mà tác dụng với lại HCl á, thì sắt chỉ đưa về sắt 2 thôi là tạo FeCl2. Còn nếu cộng với clo Cl2 thì đưa về sắt 3. Sau khi mà phản ứng xong thì mình lọc lấy cái chất rắn á. Và các em biết chất rắn này chính là gì? Chính là đồng, đúng rồi. Vì đồng không tác dụng với axit mà. Và chúng ta rửa nhiều lần ở trên giấy lọc, làm khô. Làm khô thì mình mục đích của mình là mấy hơi nước thôi. Như vậy mình sẽ cân được cái số liệu chính xác. Và chúng ta cân lên. Và cô giả sử là cân được 7,2 gram. Vì đề bài mình không có dữ liệu gì hết nên mình chỉ giả sử là sau khi cân á, mình đọc được cái dữ liệu mình trên thông số như trên cân là 7,2 gram. Vậy thì ta suy ra là trong hỗn hợp có 72% là Cu, còn lại 28% là sắt. Vậy từ đâu mà cô có được cái dữ liệu này? Cô giả sử như mình cân được 7,2 đi. Vì cái con số này phụ thuộc vào lúc mà mình tiến hành thí nghiệm nữa. Tại vì người ta không có cho mình tỷ lệ của đồng hay sắt là bao nhiêu hết. Cũng chẳng có sử dụng dữ liệu gì cả. Thì ở đây dựa vào thực nghiệm thì kem mới đọc được con số. Ở đây là cô ví dụ nó là con số 7,2 thôi. Vậy thì nếu như mà chúng ta cân và thấy khối lượng của đồng bằng 7,2, như vậy cô có phần trăm khối lượng của đồng sẽ là lấy khối lượng của đồng này chia cho khối lượng hỗn hợp và nhân cho 100. Ở đây khối lượng của đồng là 7,2 chia cho 10 nhân cho 100. Vậy thì sẽ là 7,2 nhân 10 bằng 72%. Còn lại cái hỗn hợp này á có đồng và sắt mà đồng đã chiếm 72% rồi thì khối lượng của sắt sẽ chiếm 100 trừ đi 72 bằng 28%. Đó là lý do vì sao cô có cái dữ liệu này. Quy trình phản ứng như sau: Fe cộng HCl tạo FeCl2 cộng H2. Còn đồng cộng HCl thì đây không xảy ra phản ứng. Khi ta sử dụng phương pháp vật lý, tức là không có sử dụng bất cứ một cái hóa chất nào hết á, chúng ta chỉ nhận biết nó bằng phương pháp vật lý thôi, thì cô sẽ sử dụng thanh nam châm. Các em biết nam châm nó có một cái đặc tính là nó hút được sắt.
gọi là từ tính á, nó hút được sắt. Vậy thì cô sẽ dùng thanh nam châm rồi cô bọc lấy cái đầu nam châm bằng mảnh ni lông mỏng và nhỏ. Chúng ta chà nhiều lần trên cái hỗn hợp bột á, chà khi mà chúng ta ma sát như vậy á, thì nam châm nó sẽ hút được sắt, và chúng ta đem cái hỗn hợp mà chúng ta hút được á, à chúng ta đem cái lượng mà kim loại á, chúng ta hút được ở trong thanh nam châm á, đem cân lên thì các em sẽ thấy là ta thu được 2,8 gram. Ở đây dữ liệu là cô lấy đồng bộ với lại câu A thôi nhá, còn ở trong thực nghiệm nó là số bao nhiêu cái này mình không nói tới thôi. Nó chỉ mình chỉ nêu ra cái phương pháp để chúng ta nhận biết, còn cô chỉ lấy các cái số liệu cụ thể để cho các em hiểu rõ vấn đề hơn thôi. Như vậy bài giảng của cô hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những cái video tiếp theo nhé. Chúc các em học thật là tốt, đạt được nhiều cái thành tích cao trong các cái kỳ thi sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các em đã xem video hướng dẫn giải bài tập của học 247. Hy vọng rằng các em sẽ ôn tập được kiến thức và nắm vững phương pháp giải các bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn. Và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video hướng dẫn giải bài tập từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh học 247 nhé.